À, quý vị ơi, tiếp theo là một cụm gừng hồng ngọc mai nha quý vị. Ở dưới này nó một khối luôn nha quý vị, rồi lên trên nó chẻ ra mười mấy cái nhánh nha quý vị. Đây nó có cái nhánh bay ra đây nha quý vị. Rồi cái cây này là giá 400k nha quý vị, không phí vận chuyển, không ship code nha, chuyển khoản là tất nhiên là tiền trước rồi mới giao cây nha quý vị. Rồi vậy đi nha, quay mặt sau cho xem luôn nè. Đó đó, cụm gừng nha quý vị, hồng ngọc mai nha. Rồi ông nào thì không có giống này thích thì mua, quý vị nào có rồi thì thôi. Rồi một cụm rừng hồng ngọc mai 400k thôi, xuống luôn bây giờ, tỷ lệ đây đắt vô. Rồi quay trên quay xuống luôn đó. Rồi 400k xuống bây giờ.